Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Kế toán Việt Hưng chia sẻ cho các bạn đang làm kế toán cũng như là đã làm kế toán và chuẩn bị làm kế toán những trang web mà các bạn cần phải nắm được khi mà chúng ta thực hiện công việc của kế toán. Trang web thứ nhất là trang web hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn. Mục đích của trang web này là để phục vụ cho quá trình tra cứu hóa đơn điện tử, xem những hóa đơn điện tử đó có phải là hóa đơn hợp lý, hợp lệ hay không. Khi mà chúng ta đăng ký hệ thống hóa đơn điện tử thì chúng ta sẽ nhấn vào đăng nhập, điền thông tin của công ty các bạn vào, điền mã xác nhận và đăng nhập. Từ đó chúng ta sẽ tra cứu được các cái hóa đơn điện tử bằng những cái thông tin mà nhà cung cấp đã cung cấp cho các bạn. Và khi điền những cái thông tin nhà cung cấp đó thì chúng ta tra cứu ra được hóa đơn đúng với hóa đơn mà nhà cung cấp gửi qua email cho công ty các bạn, thì đó là hóa đơn hợp lý, hợp lệ. Còn đối với việc mà chúng ta tra cứu thông tin như nhà cung cấp cho các bạn nhưng không ra được thông tin hóa đơn đó, thì tức là hóa đơn đó đang có vấn đề, thì các bạn cần phải kiểm tra và xem lại, đối chiếu và thông báo lại cho nhà cung cấp. Tiếp theo là đến trang tra cứu người nộp thuế.gdt.gov.vn. Tại trang tra cứu thông tin người nộp thuế này, mục đích là để chúng ta tra cứu xem thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp có còn hoạt động hay không. Ở đây tôi sẽ nhấn vào tra cứu mã số thuế, điền mã xác nhận, nhấn vào chữ tra cứu, thì lúc này chúng ta sẽ tra cứu ra được thông tin của công ty Việt Hưng và do cơ quan thuế quản lý quận Đống Đa quản lý, và ghi chú là người nộp thuế đang hoạt động và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Còn trong trường hợp khi chúng ta tra cứu mà phần mềm ghi chú là doanh nghiệp ngừng hoạt động, thì lúc đó chúng ta cần phải kiểm tra lại thông tin của khách hàng nhà cung cấp đó. Các bạn tích chuột vào công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng sẽ mở ra các thông tin chi tiết như ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, các chương khoản, hình thức hạch toán và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của công ty. Ngoài ra, ở phía bên dưới các bạn có thể tích vào các cái dấu ba chấm này để chúng ta xem thông tin của công ty về doanh nghiệp chủ quản, loại thuế phải nộp hay là ngành nghề kinh doanh. Ở đây thì có rất nhiều ngành nghề kinh doanh mà công ty Việt Hưng đăng ký, trong đó có một ngành nghề chính có chữ Y. Và căn cứ vào ngành nghề này để chúng ta xem nhà cung cấp đó xuất hóa đơn cho chúng ta theo đúng ngành nghề mà họ đã đăng ký hay không. Đơn vị trực thuộc thì chúng ta tích vào để xem công ty đó có đơn vị trực thuộc hay có chi nhánh văn phòng đại diện hay không. Ngoài việc xem ngành nghề đăng ký kinh doanh ở trong phần tra cứu người nộp thuế này, các bạn có thể sử dụng trang Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các bạn có thể điền mã số thuế của công ty mà các bạn cần tìm kiếm vào. Lúc này chúng ta cũng ra được thông tin của công ty Việt Hưng và các ngành nghề mà công ty Việt Hưng đăng ký. Và trang Cổng Thông tin Quốc gia này còn có mục đích khác là trong trường hợp đơn vị các bạn có sự thay đổi về thông tin doanh nghiệp thì các bạn có thể vào đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử này. Các bạn chỉ cần điền tên đăng nhập và mật khẩu vào, sau đó nhấn đăng nhập. Còn khi mà chưa có tài khoản thì các bạn sẽ vào tạo tài khoản mới để các bạn tạo. Từ đó sẽ có tên và mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào để khai báo. Và khi công ty các bạn hoạt động thì chúng ta sẽ sử dụng trang thuế điện tử.gdt.gov.vn này để chúng ta nộp thuế cũng như là nộp tờ khai thuế qua mạng. Các bạn sẽ nhấn vào chữ đăng nhập ở trên trang thuế điện tử, tên đăng nhập chính là mã số thuế của công ty các bạn, điền mật khẩu và mã xác nhận vào, sau đó nhấn vào chữ đăng nhập. Tại đây chúng ta sẽ thấy mục khai thuế phục vụ cho việc chúng ta nộp tờ khai XML hoặc là kê khai tờ khai trực tuyến. Mục nộp thuế phục vụ cho việc chúng ta nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa giới thiệu cho các bạn 4 trang web mà kế toán cần phải nắm được khi làm kế toán cho doanh nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngắn này. Để biết được những kinh nghiệm cũng như là những video liên quan đến bài học hay về kế toán thì các bạn đừng quên follow kênh TikTok của Kế toán Việt Hưng và đăng ký
kênh YouTube cũng như là thích trang kế toán Việt Hưng.